Hello mấy cưng. Thì hôm nay á, anh Phương Classic trả đi đi ông nội. Mắt gì không chừng á, tôi dòm gì. Nãy giờ cũng có người nói, ồ nhỏ này thích anh Vĩnh hay gì nè. Nãy giờ dòm anh Vĩnh với ánh mắt đắm đuối rồi nè. Với mắt thèm thuồng rồi nè. Thích anh Vĩnh cái gì, có tình cảm như vậy đúng không? Quen Vĩnh đúng không? Làm ơn đi trời. Anh Phương Classic giờ này con tập tạ không? Mà anh mặc áo. Giọng thứ gì ăn rồi báo. Tôi thấy anh Phương Classic giờ này thấy người anh hơi lỏng với anh Phương nha. Chắc là với anh trai. Rồi anh đi. Rồi muốn nói gì nói đi. Hả? Nói gì nói đi. Mình nói chứ. Mình bản lĩnh một thằng đàn ông coi. Rồi. Thì á, hôm nay á anh chỉnh cái áo. Chỉnh cái áo sợ lên lồi cái ngực. Không cha, mình sợ người khác. Mẹ tao đi. Không cha nè. Ngốn vậy. Thế thì bản lĩnh của thằng đàn ông. Bớt đi được không? Không, đấy là chỉnh áo, người ta chỉnh giày. Ta chỉnh giày, mày chỉnh giày là sao? Rồi chỉnh như vậy nè. Chứ đừng có tuột cũng chừng trước để... Đừng có tuột hả? Ừ. Đừng có tuột cái gì? Sao lớn mà nói nhiều chứ trời. Nói đi mày. Thì hôm nay á, anh Phương Classic có một bà chị. Là có hả? Có một bà chị mới vừa lên. Mới vừa lên luôn. Đúng. Mới vừa lên là mới giờ lên. Ngồi xích xích vô coi để. Mới vừa lên tới nơi luôn hả? Lên mấy ngày rồi. Sao đàn ông trai gì tới nhà người ta mà ngồi kỳ cục vậy trời. Ghê đồ á. Đàn ông trai với nhau không ngồi thoải mái đi mày. Ừ. Rồi, nói đi mày. Rồi. Thì á, anh có một cái màn này nè. Mày xưng anh với ai? Xưng anh với mày. Thì á, một hồi chỉ đi đâu rồi, một hồi chỉ về á, thì chắc chắn là chị sẽ không có còn ưa em nữa ha. Chị đã có rất ấn tượng rất là xấu với em rồi, đúng không? Đúng không? Phụ nữ đôi khi chẳng qua tâm lý ngược thôi. Tâm lý ngược. Xin lỗi mọi người nha. À, em về lại Trúc Phương bình thường này nha. Để em nói về cái phụ nữ mà tâm lý ngược cho mọi người nghe nha. Không có phụ nữ tâm lý ngược nào hết á. Phụ nữ tâm lý ngược nhiều lúc là chỉ có 10 thì chỉ có vài người thôi nha. Chứ thật sự nếu như mà nói em là một con người thẳng tính nha. Em mà nói không thích ai rồi, hoặc là em mà nói đã ghét ai rồi á, mà đặc biệt là con trai nha, là em không thích thiệt, em ghét thiệt. Chứ không phải là em ghét rồi xong rồi sau này ghét rồi xong rồi tiếp xúc là có tình cảm nha. Giống như ông Vĩnh nè. Là em ghét ông thiệt. Chứ không phải là ông Vĩnh là ghét thiệt rồi xong rồi tiếp xúc từ từ có tình cảm thôi nha. Ghét có. Là như là... Ghét là nhìn là cái mặt là không ưa luôn đó. Hiểu không? Ta chỉ tự chấp bản thân mình tại sao hoàn hảo quá để cho người khác phải ra tức là khó nói. Biết được thời tác bị em nghe giọng xin tay. Cái cà giọng xin tay là bảo thức trời ơi trời. Thôi chắc là thôi đừng ra nha. Thôi đừng ra. Để giới thiệu nhanh đi. Bả về một cái là khỏi giới thiệu nha. Thì á, bả đi công việc rồi. Nhưng mà một hồi á, em sẽ giả bộ. Bây giờ á, em sẽ nói là anh tới chơi. Em sẽ giả bộ em nói là em đi ra ngoài. Em nói đi học đi. Em nói đi học đi. Xong rồi á, em sẽ... Không. Em phải kêu bả ngồi đây chơi nhờ. Hay là sao anh cứu em coi. Mắc gì anh đeo cái xích trước chị, anh hãy nói trước đi, em đâu có biết. Ý là xích hai tay của hôm nay mình trôn là mình xích tay của tao với tay của bả lại với nhau. Ờ. Đúng không? Bả đang không ưa tao mà xích hai cái tay lại coi thử. Đúng. Thử coi cái phản ứng của bả. Lấy cỡ gì xích lại được. Thì... Sao ta? Em nói sao? Em nếu mà em nói đi ra ngoài thì chắc chắn bác sẽ không cho. Quay cái trend TikTok. Ừ, đúng rồi, đúng, chính xác. Em sẽ nói là em sẽ nhờ hai người quay giùm em một cái trend TikTok. Đúng không? Trend gì? Đó, trend biến hình. Trend biến hình.
ban đầu như thế nào, ban đầu đang xích xong 1, 2, 3 bùng cái ra là không xích nữa. Đúng. Ok. Đúng. Để cho em chói hai người lẫn nhau. Nhưng mà đang lúc chen thì vừa mới xích xong thì có điện thoại shipper đi. Shipper xuống lấy hàng. Rồi. Dắp, em mới không có tháo ra được. Cái sau em mới xuống dưới thì em nói là em sẵn tiện em bận em đi công việc luôn. Tự nhiên có người gọi em đi công việc. Đi công việc hay là đi học nhờ? Hay tới giờ đi học luôn. Đi công việc đi. Ờ. Xong rồi bắt đầu đi công việc. Chuyển chìa khóa ở một cái chỗ khác, nhưng chìa khóa nó mở một. Đúng. Chỗ khác. Đúng. Wow. Đúng, em sẽ nói là em sẽ chỉ chỗ lấy chìa khóa xong mà anh tự mở, nhưng mà không được. Xong đó. Rồi chịu khó giùm đi. Rồi vậy kêu chịu khó là đợi tới lúc mà em đi công việc về đi rồi em mở cho. Ok không? Làm cái gì? Làm cái gì? Tay chứ làm gì? Sao hay vậy chứ? Sao lớn mà không nên nớp gì chứ không con? Mẹ quên rồi. Giới thiệu giùm đi. Rồi ok là như vậy, xong là phần còn lại là anh bị xích với tay với bạn, là anh sẽ xử lý cho này được chưa? Ok. Còn mày là nếu mà lúc sau bạn gọi là đừng có bắt máy. Ok nè. Ok. Con cũng tụi mình ngày hôm nay đơn giản chỉ là mình cố tình mình xích tay với bà chị với bà băng. Đó, để coi thử bà sẽ phản ứng như thế nào. Để coi vật vui vẻ hôm nay sẽ quay tiếp tục cho bà. Và sau đó bà chị chắc chắn là khi mà mình xích với bà nha, mình sẽ kiểu như là có không gian để có mình tạo cơ hội nói chuyện với bà. Nói chuyện với bà xong mình sẽ rủ bà đi cà phê. Chốt đơn. Chốt đơn. Mời mọi người cùng đón xem màn trên của tôi. Anh em đang xem clip mà có muốn mua đồng hồ thì ủng hộ cho Vĩnh nha anh em ơi. Anh em lên Facebook tìm đồng hồ Vĩnh vui vẻ sẽ ra cái fanpage bán đồng hồ duy nhất của Vĩnh nha anh em ơi. Ở đó mình đăng tất cả các mẫu mà bên Vĩnh đang bán luôn nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ủa về lắm. Nắng còn chết. Đi làm đẹp mà, kệ em nắng xíu cũng được. Ủa em ăn gì chưa? Em ăn rồi. Thôi ăn đi, chị mới ăn mà rồi cũng mà ăn gì đó, ăn gì nãy giờ. Mấy chị thôi hả? Ăn chị ăn gì chưa? Chị ăn mà. Giá như em muốn anh là người s... Ê, oh. Ê, chị đi. À, cái gì hả? Rồi sao, mày ăn gì? Xong chưa nhắm với anh không về, anh không có cái gì nữa. Ở cái gì nữa, ngồi nữa. Hả? Rồi ok, xong nhanh đi. Mới về hả bạn? Cái gì, tên gì chị, em tên gì Băng. À, em về Băng. Rồi xong cái gì, em quay gì? Quay, tính đó mẹ đi. Quay cái gì? Rồi nhanh đi, nhanh đi. Chắc chị đến hồi anh. Ok, anh hiểu rồi, thế nói cho chị em nhanh đi rồi anh quay. Bây giờ gì nha? Rồi. Chết mẹ ổn. Cái khoảng kia đó, ừ. Là em chị với anh quay tới tóc giùm em đi thôi. Quay nha. Quay gì quay đi. Ơi! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Quay đâu? Trời ơi! Quay cho mẹ một chiếc mà. Trời ơi! Một chút xíu thôi. Không phải! Chỉ có quay 5 giây thôi. Quay đâu? Đây nè! Không có thấy mặt cái này là cái chen biến hình thôi. Có nghĩa là quay cái tay của chị với tay ổng nên bị chối nhau thôi. Đó giống như là tay của em bị chối gì đó. Đúng không? Xong rồi một hồi biến hình đó là em sẽ là người make up mặt đồ đẹp để đi ra biến hình với ổng chứ không là chị. Đúng không? Thời ơi! Bộ đó giờ bà không tiếp xúc với đàn ông hay vậy? Mệt thiệt chứ! Đi cho họ đi nắp cái hà! Không hỉ luôn á! Trời ơi! Thôi Băng ơi, bạn đang còn giận mình hả bạn? Không, hôm bữa mình nói rồi mình cho vui thôi mà. Nếu mà không đúng thì... Phương ơi, anh nói này. Thôi nói chung chị em cũng thích. Mày lấy anh cũng... Được, không phải chịu rồi, phải chịu rồi. Bây giờ anh đi công việc nữa. Bây giờ chứ bây giờ dài mà tôi chưa đến giờ anh, bây giờ công việc của anh. Thôi, quay đi nè. Thôi thôi, chị em cũng thích thì thôi. Không, thì ngày mai bữa nào quay qua nhận Vi rồi anh quay cho. Rồi, quay liền rồi. Rồi, ngồi xuống, ngồi xuống, chỉ gạt rồi, chỉ gạt rồi. Qua nhận Vi, anh quay với Vi giùm nhiều cho mày. Hợp lý không? Không, tại Vi mập lắm. Ngồi xuống đi, ngồi xuống. Ngồi xuống, rồi, ngồi xuống, rồi. Đấy, xích. Rồi rồi. Không, chứ chủ yếu là chị em không có thích thì mất công quay rồi nó có đẹp không? Không thích tay nó không được đẹp. Sao đẹp trời? Có tay không có quay mặt đâu, có thái độ gì đâu, không được đẹp. Rồi, ổn không? Đấy là băng bạn ổn không chứ mất công là... Không quay đâu. Ôi, 5 giây thôi không thấy mặt, hứa luôn, thầy.
Xong rồi em biết hình rồi xong chị vô phòng chị làm gì chị làm. Thôi mà giúp nó chút xíu đi bạn. 5 giây thôi đúng không? Ờ 5 giây thôi. Hứa. Rồi bây giờ làm sao? Giờ sức kiểu gì? Rồi rồi hai người ngồi gần với nhau đi. Mà đây đây. Như nào? Rồi. Nhanh đi còn đi về. Bỏ tay vô. Vậy đúng không? Đó xích đi. Đi chơi. Hai ông bà vậy hả? Trời chứ làm sao? Bây giờ mày muốn làm cái gì? Đi hai đứa ngồi mặt nhìn vui vẻ chứ, chứ quay cái tay không mà quay tay chứ đâu quay gì đâu. Em có quay tay không mà không có quay mặt đúng không? Rõ ràng mày rõ ràng là mày kêu mày muốn quay tay. Cũng đúng. Mà cái gì mà sụn trông vậy, phải kiểu như là người ta biến hình là biến hình một cặp đôi rất là tình cảm với nhau hiểu chưa? Thì hai cái tay phải mềm mà phải dịu dàng với nhau. Ừ, qua cái tay người ta đoán được luôn cái đó luôn á, hay vậy ba, diễn xuất bằng tay luôn ghê vậy. Thôi lẹ đi tao. Nói chung bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao? Nhanh. Mở quay nữa. Chối mà hai người ngồi đầu xong rồi. Có mà mất thấy chị em cảm giác thì em không thích hai lần anh quay với Vi, kêu Vi qua quay phụ đi. Ô má tay Vi mặt lắm, vô đi. Mày mày nói thì nó nghe được. Thôi thôi vậy thôi bạn giúp nó đi bạn, nhưng mình cũng bận việc lắm. Ôi, thôi bạn giúp đi. Cố gắng rồi hả? Bây giờ sao? Gì thôi. Bây giờ ngồi hướng nào? Chị em ngồi ăn ngồi đây, còn chị em ngồi đâu? Ơn đi, biến hình là phải hai đứa. Ok vậy bạn băng bạn ngồi im đó. Rồi đây. Ok rồi, đưa cho đây. Rồi. 5 giây thôi đúng không? Nhanh. Chết đi trời. Không có đứa nào mà quay cái chen mà miễn cưỡng như ta. Vậy đi vậy, đưa ra vậy tôi cũng làm vậy. Đưa tay bình thường này, rồi hai người phải ngồi đối diện nhau đi nè. Hai người phải quay mặt ngay vậy nè. Vậy đó, rồi xong một hồi á, trang điểm cái make up mặc đồ lên nè. Mời. Mình cứ coi như là đang đối diện đây rồi, nhanh. Nhanh đi. Tạm chấp nhận. 5 giây thôi đó. Lẹ. Bỏ tay gần gần lại nhau coi. Nè đây, rất gần luôn rồi đó mà. Rất là gần lại nhau nữa coi. Sao mà anh thích lắm cái chuyện này, chứ rất lòng chứ rồi. Tao thấy mày nhờ mà, tao thấy mày hơi bị mệt lắm á. Mày có để cái tay vô chính giữa đi nè. Rồi, để tay vô chính giữa, rồi. Kiểu tình cảm thấm với hạnh phúc lên coi. Đây, rất tình cảm thấm với hạnh phúc. Ủa, quay cái tay không mà, tình cảm biết gì trời. Thì cái ý là cái tay nó cũng thố tốt một cái tình cảm hiểu không? Tao nói là không thấy mặt nha, không có thấy mặt á. Biết rồi. Nhanh đi, anh còn đi về. Đang mình sức mẹ luôn, tao mệt quá Phương ơi, mày sức mẹ đi. Tao cái trang này tao biết mà mệt quá. Mày bước làm màu lại giùm tao. Người ta đã không thích rồi. Có sức được không? Được. Ôi sao còn rộng nhỉ? Chặt chặt vô đi. Mới mở lại con. Chặt vô. Rồi con đây. Ngồi cho rất là chặt. Như là hai người à. Mới thuyết trình lại. Mới thuyết trình lại. Rồi, vào đây. Chặt chặt vô đi. Chặt chặt vô. Chặt chặt vô. Chắc còn ấy được nữa. Nó mà đúng quá. Ờ sao đó hả? Tao biết cái trên này mà. Rồi tao xích ra. Ờ được rồi, em xích đi vô. Đầu cũng thơm tan. Xa như vậy hả? Mày cười vậy? Sao mày cười vậy? Tao mắc cự. Ờ rồi tao khóa lại nha. Rồi xong rồi là quay. Rồi quay, ai cầm thôi. Rồi rồi đẩy lên mày đi. Đẩy lên mày. Rồi tạo hình hình trái tim. Có nữa hả? Sáng tạo cho ta. Có hình trái tim nữa hả? Trái tim. Rồi gán đi. Rồi đây, đi. Đây. Anh đừng có ép chị quá, để cho chị thoải mái thôi. Hình trái tim nha. Đó, rồi, đúng sao, rồi, đúng rồi, hình trái tim nha. Ủa trái tim thì xấu vậy, anh phải để tay lên cho chị. Chị quay cái trái tim thôi, cái tay thôi đúng không? Quay cái tay thôi. Bắt kiểu kẽm rồi rồi, cái tươi lên đó. Quay nhanh, quay đầu lên. Chị đụng ảnh cái chị chết thôi. Nè, rồi, vô. Nè, đi vậy nè. Đây coi, xích ra. Rồi xong rồi nhanh lên rồi mày quay, bấm chưa, bấm quay chưa. Quay chưa. Từ từ, đây là hình trái tim một cái. Rồi làm đi. Làm gì, xích chút nữa coi. Thế còn cái con mẹ gì nữa mà không xích vô nữa, còn cái gì đâu. Tôi xích qua, bạn cứ xích qua là sao. Mệt mỏi hình trái tim nè. Bạn giúp anh chút xíu. Lẹ đi, tôi còn quay nè. Mệt, ai gọi nữa nè. Mệt, thôi nha, vô. Mệt, điện thoại tới luôn á. Trời ơi ngoài luôn tới tối luôn á mày. Alo. À dạ.
Dạ, rồi, em xuống liền. Anh đợi em xíu nha. Dạ. Ê, em đi lấy hàng cái, em xuống cái em đưa liền á. Mà sao không quay xong rồi đi lấy hàng? Thì quay xong rồi xuống. Lên đi, đúng không? Để em đợi xíu nha. Má, con này tiệt trời ơi, giờ từ hồi nào mới dịp về nhà trời. Chị khóa lên đi luôn hả? Đâu rồi? Thôi rồi, coi hả? Con nó cần khóa luôn hả trời? Không sao đâu, bạn ngồi đó chút xíu đi. Chắc nó đem giờ nó lấy gửi lên vậy mà. Nó nói chặt lắm không mở đâu. Chịu khó mình chịu khó xíu đi, bạn kéo hơi nó đau tay á. Chịu khó xíu bạn. Má đợi quay thì lâu lắc luôn á trời. Khổ ghê á, biết bao nhiêu việc bây giờ phải ngồi đó chờ nó nè. Alo. Alo. Dạ, anh cứ để cái dục mà vô chỗ cái cổng cho em đi anh. Dạ, không, ở cái cổng đó, cái chỗ. À, đúng rồi, ở cái cổng chỗ, nhà màu trắng á. Dạ, rồi, ok. Dạ. Một phút của nó đó. Em sắp lên, chắc phải còn lên. Vâng, có gọi. Để gọi, để tôi gọi cho bạn ạ. Tôi gọi cho. Bạn có số điện thoại của nó, nhiều khi nó không có mạng á, bạn có số điện thoại không? Alo, nghe Phương, Phương lên chưa em? Lên chưa em? Ủa lên chưa? Trời ơi, sao lâu quá vậy? Em nó quay 1 phút, em đi 1 phút mà, đi lâu quá. Trời ơi, chết rồi, giờ sao? Chìa khóa em để đâu? Chị kiếm không có ra luôn, chết rồi. Cái gì chiều về hả? Chết rồi. Tới chiều nó mới về. Giờ nó kêu kiếm chìa khóa đi, nãy nó mới để chìa khóa đâu đó. Cái gì vậy con? Ông này kiếm đi. Đúng mình mắt. Cái gì vậy? Thôi. Ê, mà, hả? Đâu lấy hàng chưa? Em lỡ em đang lấy hàng rồi xong rồi cái người ta gọi em đi công việc rồi em đi liền rồi. Mày có đang hình dung được gì? Là tao đang bị xích cái tay không? Em biết rồi nhưng mà tại vì lên trển nó xa. Em muốn hồi lại em đi công việc luôn rồi, đỡ rõ đi. Cái chìa khóa còn đâu? Có kiếm chìa khóa đâu dù.
Còn hả em mấy em chụp không biết nữa, anh coi anh kiếm rồi em còn coi. Mày vẫn mà mày cầm chìa khóa đi luôn rồi, tại sao mày không gửi bảo vệ? Em không có biết, em lỡ, em đâu có biết là tại vì em tính là em sẽ lên mà. Hồi nào mày về? Chắc đi cái tầm 2-3 tiếng á. Nha. Mày đi có hả? Có gì ấy mà em đi còn. Trời ơi, ghén đi, xin lỗi đi. Tại lỡ có cái không kỳ coi. Thôi chơi kỳ quá Phương ơi, chết chị rồi. Mày giỡn mà thay dĩa Phương. Nha, tí em về. Dạ vậy vậy thôi à, em đang trên xe đi thôi à. Kiếm chìa khóa đi. Nó cầm đi luôn rồi trời ơi. Ai con hiểu thiệt chứ trời, chiều về công việc mấy giờ dài rồi sao trời. Bạn có bận công việc gì không? Có, bận dữ lắm luôn á, không có rảnh. Chúc mày là giờ sao ta? Hay là bây giờ tôi chiều nữa, mình á chiều nay á, mình về mình có đi gặp khách hàng của ở quận 7 này. Hay là bạn đi theo mình luôn được không? Không được, tôi không có đi, mệt á. Không đi với ông đâu, tìm cách kiếm chìa khóa đi để tìm chìa khóa giờ nè. Nó cầm mà bà điên là để dưới đây là sao mà trời. Ủa, dưới đây nè ông kiếm đi trời ơi. Chứ đâu, làm sao mà đi được. Nó cầm đi luôn rồi, nó cầm đi luôn rồi, tôi thấy nó cầm mà. Phương này chơi kỳ ghê đó, nhỏ này thiệt tình luôn. Chán rồi, bà xích đây tôi kiếm cái con dao tôi cày thử coi. Xích đây. Nhà nó không có con dao luôn trời. Xích lên tôi. Khóa xịn nữa chứ. Ngồi TikTok mà có gặp phải một khóa xịn không ta? Hình như dưới đây có một... Thông cảm nè. Đang bị quen cái thói quen thì thông cảm xíu. Xích cái tay giùm tôi là đang xích giùm tôi xíu. Nó có cái búa hay là nó có cái gì vậy không ta? Để tôi. Xích tôi xíu. Ủa bình thường nó có ấy mà ta. Đây, tôi xíu. Bình thường nó hay để cái thùng máy của nó ta. Không có hay luôn hả? Để ngoài băng, ngoài ngoài băng công quá. Được không? Giúp cái đây. Con này thiệt á. Không có luôn mới ghê chứ. Thôi để tôi thử lại cái nữa thôi. Không. Lấy kéo cắt đi. Kéo cắt. Không, đúng rồi. Mình mua gì là phải không má, nghĩ sao vậy trời. Thôi rồi, đây có cái kim này chắc được. Thôi xích thôi dùm đây. Bà đưa cái bên này để cho vậy. Mẹ con mẹ. Lên cái khác. Bọn có làm được không? Không làm ngồi chỗ luôn đi, thấy đi qua đi lại nãy giờ. Tôi không phải là thợ khóa, hiểu không? Cho nên là tôi không có chuyên nghiệp. Đấy là mình xem phim rồi mình đoán là sẽ mở được thôi. Chứ tôi cũng đâu phải thợ khóa đâu mà mở được trời. Mình phải bình tĩnh, giống những trường hợp nào bà phải bình tĩnh. Đúng không? Cố gắng chịu một chút xíu đi, chịu đi lại chút xíu đi. Rồi cho tao mượn cái khóa khác. Không có gì mà phải vội vàng, hiểu chưa? Sống là mình phải bình tĩnh. Mà có thể đưa xích cái tay lại giùm có được không?
cũng được. Bỏ tay luôn. Bực con Phương ghê luôn á. Còn không, thôi giờ bà cũng giải quyết được gì đó. Ủa, muốn làm hả? Cho tôi thêm một cơ hội nữa. Đó. Cho mượn, nói đi. Xích lại rồi mà. Đâu thì nói nha. Đạp. Đâu? Nó giật đâu à? Ừ. Là để tay sát xuống cái bàn giùm đó. Mày nhìn sao? Không khả thi. Ai à? Thôi bây giờ nói thiệt là bây giờ là chuẩn bị làm tôi đưa đi công việc á. Thì bây giờ mình chờ tới con Phương nó về cũng lâu. Điện nó lại được là bữa thế. Thì bây giờ là làm bạn đi với tôi luôn, được không? Không được, không có đi. Ủa mà còn cách nào khác nữa không? Một cách nào khác giờ tôi đâu biết đâu, giờ làm sao giờ? Tôi gọi điện thoại nó thử chứ bây giờ nó dạy sao kê nó. Từ, tôi đang coi ấy, bệnh nhân nó giật nó bị gì ấy. Cái màn nó không trả lời. Bây giờ gọi cho nó kêu nó ship chìa khóa về. Đúng rồi. Nhưng mà làm sao lâu xuống lâu lấy ta? Bao lâu nó đang ở đâu? Nhưng mà làm sao để nó lấy xuống lấy được ta? Sao xuống lấy? Ê, đừng giật bạn này, bạn giật. Má nó không có mạnh. Khổ ghê chứ. Thôi bạn ra là bạn ngồi giờ được không? Mình ngồi cả ngày nếu mình chờ, mình lấy quá bây giờ không biết nếu mấy giờ bạn ngồi bên này với mình đâu phải không? Ngồi đó giùm mình đấy. Sống éo le thì rất là con Phương này. Có được tính thử luôn hả? Không, tôi ấy đi, tôi để tay ra. Bà có điện thoại, bà lấy điện thoại, bấm điện thoại đi. Chờ nó về. Được không bạn? Tớ ok. Trời ơi Phương ơi là Phương, tao lại mày. Báo cũng dễ sợ. Thông cảm. Tôi đang ngứa tay quá, mày sợ luôn cái tay cho tôi gãi cái đầu ấy. Tôi gãi cái lưng đấy. Hoặc là gãi cho tôi có được không? Nghe cái lưng này. Gãi thì đừng gãi. Tung xíu nữa. Được chưa? Thôi. Ok. Ủa nhưng mà ví dụ hôm bữa mà ngoài là không bởi vì là giỡn nha. Vui. À quên, hôm bữa mình nói chung bạn bè lên chơi vậy mà bữa giờ mình chưa có Facebook của bạn. Facebook bạn là cái gì? Không chơi Facebook. Vậy thì Zalo, bạn có Zalo không? Không có chơi mạng xã hội. Không nhưng mà sao mà nếu cho bạn xài điện thoại là chỉ nghe gọi thôi. Kể tôi. Alo Phương hả? Em về chưa? Gọi cho nó đi, bạn có số điện thoại đúng không? Bạn gọi lại một phát nữa đi bạn. Chứ tôi nằm vậy tôi cũng mệt quá. Tôi cũng bực bội lắm chứ bộ, tôi
ấy cái tay lên coi. Về chưa Phương ơi? Không gọi được luôn hả? Gửi tin nhắn cho nó không trả lời. Con này làm sao mà rủ đi quay TikTok là không quay. Thôi không, không chưa quen lắm. Ê, tính ra bên này cảnh đẹp chứ bộ, nhận Phương cảnh đẹp chứ bộ. Quay TikTok quay cảnh vậy, hôm qua đi quay ba cái gì xích xách tay chi cho xàm xàm mày đi trời. Trời ơi, xích tay qua đây. Không bấm được điện thoại luôn á. Nhắn cho Phương rồi. Ủa kia con tàu đẹp ghê chưa kìa. Ôi này này, đi, tính ra bạn nó tôi chỉ cho bạn. Đi mất, tao chị chứ. Bạn, bạn, cho tôi uống miếng nước với cho bạn. Xin chào, cho tôi uống miếng nước đây. Thông cảm nha. Bạn uống không? Thông cảm. Ông Quỳnh, tôi lấy một cục đá. Sao không? Ủa, nó không có đá luôn má ơi. Má đâu? Nhà gì không có đá luôn trời. Không có đá rồi. Nhiều khi nó để đá trong phòng ngủ nữa. Cái gì đá trong phòng ngủ hả? Không có, đi ra đi, đi ra. Ủa nhà nó, ủa Phương có nuôi chó này hả ta? Không sao không biết ta? Ủa nó nuôi nào này trời? Chó gì ơi, chó à? Chó gì nó dĩa trong phòng luôn con Phương nè. Ê Phương nuôi chó cái gì ta? Xong chưa? Đi hết chưa? Tụi miếng nước, tụi miếng nước. Còn chỗ được chưa? Ờ tụi miếng nước, xong. Uống nước không bạn? Còn khác, uống đi. Chết tiệt Phương, chết tiệt thật. Không phải. Alo, về tới đâu rồi Phương ơi? Ủa chứ bạn nhắn nó, bạn gọi nó còn không trả lời mà bạn nhắn cho bạn là nãy giờ bạn gì, bạn gửi gì á? Nó chút xíu về mà, giờ nó cũng chưa về. Bạn cứ gửi nãy giờ nó có xem đâu mà bạn cứ nhắn làm gì cho nó mệt, tôi gọi nó còn không bắt máy mà. Bạn có cần thay quần áo gì không? Không. Thì làm sao thay? Tôi xích vô cho bạn thấy. Chứ nãy giờ thấy bạn về mà hình như bạn chưa thay quần áo chưa này kia mà đúng không? Nó chết gì vậy? Nóng rồi bạn, cho bạn nha. Thôi được rồi. Rồi vậy thôi, vậy ta. Ừ. Được. Ê, nhìn Phương biết nó có bài không ta? Giờ tôi với bạn ngồi đây, giờ thời gian làm gì tôi với bạn quýnh bài đi. Không biết quýnh bài. Tự chơi anh đi. Xích đừng có đây được không? Thôi được, được nằm được không? Cái này sao nằm? Sao dây này sao nằm? Đời này chưa bao giờ từng gặp cái trường hợp này luôn. Nhỏ lớn. Lại giờ uống nước. Em nói chứ hồi nãy giờ về bạn có không?
nãy giờ bạn có mắc đi vệ sinh không? Không. Không, nếu có thì cứ thoải mái nha, chứ không mình cũng ngại. Không. Sau này mình vẫn bạn, mình cũng thường mình cũng là bạn thân nhau thôi. Hay có gì thì bạn cứ nói thì để tôi tìm cách. Vậy tìm cách sao? Đó, à chỉ là bạn có mắt hả? Không, không có, hỏi thử. Nhưng mà ví dụ như giờ tôi mắc thì sao ta? Phải biết không là sao? Bây giờ mắc khó lắm rồi nha. Thôi giờ, cái chai đâu ta, tôi biến cái chai tôi ngồi ra được không ta? Nghĩ gì hết đi được cái chai. Không được. Chai cũng được hả? Hay là vậy đi. Khó à. Nhưng mà thực sự là nói thiệt là nãy giờ là tôi cũng cố gắng. Chứ tôi biết là cũng hơi kỳ. Không, rất kỳ chứ không phải là hơi kỳ đúng không? Nhưng mà bây giờ thì nó căng quá rồi. Thực sự mà bây giờ tôi chờ đến bao giờ? Đúng không? Một tí nữa thì cũng vậy. Thì kiểu gì cũng phải đi tè. Thì mình đi tè sớm cho nó tốt hơn. Nha. Bạn nào nói chung bạn xích xích ở đây thì để tôi tính cái. Tôi sắp xếp cái đội hình cái. Bây giờ bạn vô lên luôn với tôi đâu. Gì vậy? Trời ơi, không được. Hả? Chứ bây giờ làm sao mà nó xa quá làm gì làm sao vậy? Thì ông vô đi. Hả? Thì không có gì nè, bây giờ mình nhìn nè. À, toilet này đúng không? Bà đứng ở bên cái bồn rửa tay. Không được. Hả? Nín đi. Hả? Nín đi. Bây giờ một tiếng đồng hồ nữa, bây giờ nó căng quá đâu. Thực sự là nó không có thể nào mà chịu đựng được. Ông ghé ông nín đi, một hồi con Vương nó về. Đó, đứng nhẹ không nha nè, đây nè, mình thấy không? Đây nè, cái trụng buồn ở đây, mà đứng bên đó, quay mặt qua bên tường. Còn tôi là tôi sẽ đứng bên đây. Không có được, trời ơi, nín đi mọi phương về. Mà tôi không có vô được. Ủa chứ có gì đâu bây giờ sao? Giờ lỡ như bây giờ nếu mà bạn mắc quá thì tôi cũng có thể là tôi đứng ở đây. Ờ thì bạn cứ ngồi thôi, bình thường. Ngồi như thế nào? Hả? Hồi lấy vô trong đó rồi. Ừ. Thôi không được đâu. Ok không? Chứ nó thiệt là bây giờ là nó vô cái cơn rồi. Tôi bị nhíu cái giò nãy giờ tôi nhíu lại rồi đó. Thế nó khó chịu thế. Thôi bây giờ này đi. Bây giờ mà ngại không vô. Đúng không? Thì thôi thì bây giờ mình đứng ở đây. Vô đi. Rồi đứng ở đây, ráng thò cái tay vô chứ tôi không tới. Vì nó còn cắt tới 30 sang rồi làm sao tới. Gì được chưa? Mình nên quay vòng này, đó, đưa tay ra sau. Đó, đưa tay ra sau. Gì được chưa? Rồi quay mặt, quay kia được chưa, hợp lý chưa? Đó, rồi tôi khép cửa lại một chút xíu nè, được chưa? Ổn ổn lên chưa? Hợp lý không? Được chưa? Đây, nhưng mà luôn tay vô tới. Nữa. Chưa kiếm được khó luôn. Một chút nữa, đưa tay cho chút nữa. Rồi một chút nữa, Rồi, ráng cửa nha. Một chút nữa nha. Chết mẹ, không được. Mà bạn đưa cái tay cho chút nữa được không? Chút ngắn quá, đá vô chân nữa. Một xíu nữa. Bây giờ là giờ tôi bị đèn mất vô chân tôi rồi. Nha. Được chưa? Ráng đây, xích vô chút nữa rồi. Đưa cái tay vô. Đưa cái tay vô. Trời ơi, nó đâu có dính cái gì đâu mà sợ trời. Được không? Rồi, ok.
cảm ơn. Đúng là không gì thoải mái mà nghĩa đá kịp thời. Hồi nãy giờ có nghe anh Tăng gì đó, thông cảm nha. Thì xíu được, lỡ như bạn có đi như vậy thì tôi cũng thông cảm lại cho bà. Con thầy chắc Phương gọi. Dạ luôn. Kêu nó về. Trời ơi. Tin nhắn rác, điện thoại rác. Không phải mất luôn. Nếu mà bà có buồn đi vệ sinh hay gì vậy thì phải nói nha. Anh như tôi nói lại rồi, tôi không bà mà bà thông cảm hồi nãy cái âm thanh nó hơi lớn chút xíu bởi vì nó bị anh thông cảm nha. Cái con Phương này thì có lâu một chút gì trời, phải gọi lại lần nữa thôi ta. Không mất máy luôn chứ con này. Không mất máy rồi. Chà. Bây giờ muốn đi tắm ghê luôn á. Nữa hả? Nóng quá giờ ngực nó rít, bạn muốn tắm không? Chưa làm ăn tôm riêu giờ cảm giác nó chiếc chai rồi giờ tôi đau một quá sao có xe tự nhiên nó vô cái trường hợp béo nó tự nhiên nó đau hết đau nó mày tao chưa ăn muốn riêu á giúp tôi một phát nữa được không bây giờ thiệt sự là ông trực tiếp tới ông ở làm việc và không phải cho tôi đi một hai vòng cho nó đỡ được không cho nó xuống á. Mong mày giúp tôi một lần đi, mà thao tay như hồi nãy thôi. Cái đèn gì trời. Chứ bây giờ nói thiệt nha. Bây giờ nó đang đau bụng quá rồi. Mà lỡ như nó để hậu quả ra đây nữa thì còn kinh khủng nữa. Thôi rồi. Hồi chưa ăn muối riêu. Ăn mắm tôm á. Thank you.
sợ thiệt á. Tại sao chắc chừng nhắm mắt muốn yêu nữa lúc á. Bạn ơi, xong rồi nhưng mà bạn bạn nhà vệ sinh không có giấy. Chết mẹ con Phương nó đi bệnh gì mà. Chết mẹ không có giấy bạn, bà có thấy giấy mà đó mà lấy cho tôi giấy quá. Sao lấy giấy sao đi? Hả? Làm sao đi? Thì bạn cứ tới mà thấy chỗ nào mà tới mà lấy đi. Hả? Có mẹ có không? Ôi bạn ơi, bạn đưa cho mình khẩu trang á. Sao lại đưa khẩu trang bạn? Trời khẩu trang sao mà vừa bạn ơi? Vừa lại đi. Bạn coi có cái gì khác không? Sao bạn đưa mình khẩu trang vậy? Tại sao mày đi lấy nữa? Giúp mình đi bạn ơi. Bởi vì bây giờ cái vòi xịt bây giờ nè, cái vòi xịt bây giờ mình có một tay thì làm sao mà mình xịt được. Bạn này hiểu không? Bạn có hiểu cảm giác không? Một tay mà cầm cái vòi xịt thì làm sao trở lại xịt thẳng vô à? Hay là để khô cửa ra nhỉ? Bạn bình tĩnh mình tờ giấy đi. Ok ok. Bạn ơi, mình thấy rồi. Ở dưới chân bạn có cái dẻ bên chân kìa. Đưa cho mình đi. Cái này hả? Đưa cho mình đi. Ok, đóng cửa lại đi bạn ơi. Nhắm mắt lại. Thực sự với bạn là tôi đi vệ sinh chưa bao giờ có mùi nha, đi nặng không bao giờ có mùi. Thật sự thì tôi không dội nước, tôi để 3 ngày cũng không có mùi. Thôi đừng nói không rồi, nó đi. Nè, đúng là khi mẹ đã xong tự nhiên cái đầu óc nó thông suốt luôn. Tại sao nãy giờ mình không gọi cho bên tờ khóa nó tới nó sửa chứ đợi ông Phương đến bao giờ. Đúng rồi, ông nói đúng rồi. Ôi, đúng rồi, tôi có một bạn là làm tờ khóa. Thật không phải em bạn mà em nó hay làm tờ khóa. Để tôi gọi nó. À, sao từ nãy giờ mình không nhớ ra, không nghĩ ra ta. Đúng không? Kêu lên nó khóa bây giờ mấy chục ngàn mình kêu nó phá đại đi chứ mình đợi đến bao giờ. Đúng không? Ok, để tôi gọi nó. Không dám uống mấy con đi tè nữa, mấy con làm phiền bạn. Alo. Đang đâu em trai? Không phải luôn, ăn ngon rồi.
Rồi rồi em ghé bên chỗ chị Phương á, em mở cho anh cái khóa với. Cái khóa nói chung dài dòng lắm nhưng mà em lên thì em biết à. Nha, lên luôn nha. Rồi rồi đi lên luôn, anh gửi thêm tiền xăng cho. Ok, em cứ tới em nói bảo vệ lên. Rồi rồi ok. Ok, em cứ nói bảo vệ lên là người ta biết à. Nha, rồi cứ lên đi, bấm chuông rồi anh ra anh mở cửa. Ok ok em. Gấp gáp lên liền luôn nha em nhé. Rồi ok. Có nào phải không nãy giờ? Có nào bây giờ thần thờ hóa mới lên xong Phương nó về không trời? Vừa nãy giờ gọi bấm được hả? Không gọi Phương được luôn. Mệt mỏi. Quá mệt mỏi. Lâu rồi. Ê không, xin lỗi, xin lỗi. Phương à, khoan khoan. Ờ được anh, nhanh anh trai. Vô. Nhìn kia gì được em nói. Nè. Đâu rồi? Má hồi nãy giờ tao anh không nghĩ nên là anh không nhớ là mày. Má hồi nãy giờ là 2 tiếng đồng hồ rồi. Nè. Anh nghĩ tới mày là được rồi, còn gọi đúng lúc mày đang sửa cho khách đó hả? Bên này. Rồi có không, anh không đang thùng đồ nghề mà gì có nhiêu đó hả? Anh nói mà không nhỏ, cần gì đồ nghề, cái bộ mà. Anh nói là đơn giản hả? Nói nhanh em chơi. Có được không? Thằng nghe nhanh đi. Anh công việc nhiều lắm luôn á. Dọc từ từ, không phải xuống lấy cái chìa ấy của đó. Coi phải không anh? Nhanh đi, anh gửi thêm tiền cho mày. Tao biết, tôi thấy ông quá trời quá đáng thương. Mày cười gì nữa mày? Có cái gì? Ví dụ mấy người có làm mấy cái cosplay này á, thì làm ơn đi vô phòng, nghĩ sao khóa mà này mà cửa mở đàng hoàng. Cosplay gì? Còn gì nữa, khóa gì đang... Hả đúng không? Quan dạy quá nha, chơi vậy hơi quan dạy nha anh chị. Mày nghĩ là mày nói gì? Vậy đó, vợ chồng thì thích gì nữa. Mà cái anh ấy mày xích lại kiểu ấy. Đó. Ấy là bảo dâm á. Tùng chết chiếm đầu mày không? Làm được thôi, đầu óc đừng có suy nghĩ vô người ta vậy nha. Nghĩ bậy bạ không à. Ủa tôi suy nghĩ gì bậy bạ vậy thì trước mặt tôi nói gì vậy chị? Trời ơi, sao nghĩ kỳ vậy? Cái này là người ta chết tích, người ta làm TikTok chứ không phải là cái kiểu gì gì đó. Trời ơi, suy nghĩ kỳ, làm được thôi. Mày bị khùng quá mày. Thôi đi về. Mày ăn nghe. Ê. Vừa qua nói chuyện vậy thôi, đi về chứ làm gì. Tôi thấy sao tôi nói vậy rõ ràng không? Mày không còn nghĩ được cái gì trong sáng hả? Cái gì trong sáng? Tôi ở không trong sáng được, tự nhiên hai nào này. Đây đang quay TikTok. Con bé em nó quay TikTok, con Phương á, nó quay TikTok. Cái khóa lại nó biến hình. Nhưng mà sau đó đi lấy hàng, nó đi luôn mất, cho nên là mất cái khóa chứ mày nghĩ gì qua cái hướng dữ vậy mày. Đây trong khi đây bạn người ta. Thì ví dụ như vậy. Nhìn mặt vậy là có giống cái kiểu mà ấy này kia không mày? Ví dụ như tôi nói không đúng thì giải thích từ từ, tôi hiểu rõ ràng cái mấy cái này là mấy cái nhạy cảm. Anh hiểu không? Dù như ông đúng thì giải thích chứ có gì đâu, còn càng làm gì nè tôi muốn tôi giúp chị, anh chị mà chị làm gì vậy? Nhưng mà tôi hỏi mày là sử dụng mày để đi khóa, mày đã mở những cái trường hợp như này chứ mà mày hiểu lầm. Tôi bán ngoài ban công nữa, nó đang dùng cái thế. Nó khóa ngoài ban công nữa? Nó mua một cái thế nữa. Một đứa quỳ và một đứa đang đứng nữa. Trời ơi, nó má, nó hơn dài vậy. Thì đó lý do là bởi vì tôi thấy cái này tôi rất là nhạy cảm, hiểu không? Đồ, vậy thôi thì nếu mày nói vậy thì tao còn chấp nhận được. Chứ tao tưởng đâu mày nhìn tao mày nghĩ vậy thôi mày mở đi, anh gửi tiền thêm cho mày. Được. Anh xin lỗi mày chưa, được chưa? Anh hiểu lầm thôi. Nói chuyện nha anh này, bao nhiêu dễ thương không? Đây mở cho. Ủa mà thì có người ta vậy thì luôn à. Trời ơi em nói người đó có nhiều đứa đang trồng chuối hả? Đang trồng chuối, nó xích tay xích chân không? Anh hiểu cái số 69 không? Ừ. Đó, y vậy á. Nếu mà nó xích hai cái giỏ là anh treo lên. Một đứa nó treo, một đứa nó trồng. À, biết rồi á, trời. Bây giờ thấy mấy cái này là nhạy cảm đó. Ừ. Đó, cũng đúng. Sao mày đơn giản vậy? Đúng mấy cái này có nghề hả? Đúng chứ. Mấy cái này mày đi ăn cắp thì thôi chứ. Ồ, má coi nè. Bậy nha, nó phải mang tiếng tao nữa. Rồi xong về á. Rồi. Ê, anh nói chuyện với thương này, không có lấy tiền đâu. Còn bà đó, tự mở đi. Mày nghe, mở tiền đi. Mày mở cho người ta ăn cái chứ mày đi, người ta trả tiền cho. Cái thằng này động có khỏi rồi mày mở cho chị đó, cái chứ cái thằng con người có tự động thôi mở cho chị thôi mày mày ra mở cho chị một cái đi. Tôi nói không là không, con người tôi có tự động phải không, em vô tôi khóa anh lại luôn. Thì mày khùng quá, mày rảnh quá. Ủa chứ giờ nói chuyện thôi vậy đó, rồi xong nhé. Bao nhiêu tiền anh gửi? Thôi khỏi, tiền bạc gì bữa nào giỡn cái nhậu ấy đủ. Ê thì từ từ các bạn nói, từ từ nói với người ta chứ bạn làm gì bạn ấy quá. Thì thôi bây giờ nó đang nó cụ khỏi không ấy rồi là bạn có thể là hoạt động tự do đó. Thì thôi nha, tôi đi về nha. Anh đi. Ừ tôi đi về, tôi đi công việc cái nha. Thông cảm nha bạn nha.
nha, vậy về nói với Phương vậy nha. Mà đừng qua nữa là được rồi. Cái gì vậy bạn? Mỗi lần qua mỗi lần có chuyện. Không, cái này là con Phương mà, phải tôi đâu. Nhá, tôi về nha bạn. Chứ 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 chạy may quá. Chứ 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 chứ